Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và câu lạc bộ Manchester United. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Bayern Munich trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Manchester United với mức kèo là một trái. Mức kèo cũng có thể tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là nếu như các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên, và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện cũng rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Bayern và Manchester United thì Bayern Munich thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Manchester United. 5 trận thi đấu gần nhất của Bayern thì Bayern cũng thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Manchester United thì Man United thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Bayern Munich chấp một trái, hoặc là bạn nào an toàn hơn lựa mức kèo phụ là Bayern chấp 0,75 thôi nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Manchester United thì mình thấy là Bayern đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Manchester United đôi chút. Thứ hai nữa, trận đấu này Bayern Munich có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Bayern Munich còn đang vượt trội hơn nhiều so với Manchester United nữa. Những lần tiếp đón Man United trên sân nhà thì mình thấy là đa phần Bayern Munich đều giành chiến thắng, với lại là cái thành tích thi đấu trên sân khách của Manchester United ở thời gian đây thì cũng không tốt nữa. Và trận đấu này Bayern Munich tiếp tục có được cái đớp trên sân nhà cộng với sự phục vụ của đội hình mạnh nhất và phong độ ổn định, hiệu suất của bạn rất tốt ở những lượt trận gần đây, thì mình dự đoán là với mức kèo này thì Bayern Munich ngay lượt trận đầu tiên ra quân thì họ cũng sẽ rất quyết tâm để giành chiến thắng. Thì với mọi thứ đều ổn định thì với mức kèo này mình dự đoán là cũng không quá khó để cho Bayern Munich họ vượt qua đâu, cho nên bạn nào tư tưởng mình ưu tiên chọn Bayern Munich chấp nha, từ một trái trở xuống thôi. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần là có từ 3 hoặc 4 trở lên, với lại là cũng không loại trừ khả năng một điểm nữa, đó là Manchester United đang rất là bết bát thì sẽ là cái cơ hội một lần nữa cho Bayern Munich thắng đậm được Manchester United thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài trận đấu này nha. Mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng ghi. Manchester United cũng sở hữu những cầu thủ ghi bàn rất là chất lượng, nhiều khả năng là cũng có thể là Man United trận đấu này họ không thắng nhưng mà sẽ có bàn thắng. Dự đoán sẽ là 4-0 hoặc 4-1 nghiêng về cho Bayern Munich. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang vượt trội hơn so với đội khách thì Bayern họ sẽ có 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Bayern chấp nha, và đã tài 1,25 và canh tài cùng một trái thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Bayern Munich và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.